em là trọng tội ăn sẵn xảy ra pháp trường. Bà thánh ca không gọi tên anh trong lễ đường. Bà tâm sự không còn là lời rap thường. Như hai đường thẳng cách nhau rồi mày rẽ hướng. Nên đừng tiếc cho những chuyện mà ta từng biết. Đừng biết cái có cây bằng hai cành lá từng chiếc. Những việc chưa kịp làm đã trễ, người hỡi ngừng biết. Thôi là cái tôi mà ta từng giết thiệt.